Thưa quý vị, với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiều thầy cô giáo, nhân viên y tế tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã không quản ngại khó khăn, tình nguyện xung phong chung tay cùng tuyến đầu chống dịch, ghi nhận tại quận Liên Chiểu. Những ngày qua, tại chốt kiểm soát dịch đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, bên cạnh các lực lượng chức năng, luôn có các giáo viên của một số trường đóng chân trên địa bàn phường Hòa Minh thay nhau trực. Công việc hàng ngày của các thầy cô giáo là phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên, kiểm soát người, phương tiện qua lại. Với cô giáo trẻ Dương Thị Thành, trường tiểu học Bùi Thị Xuân, đây đã là lần thứ hai cô xung phong hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Lần thứ hai em tham gia chống dịch, được góp sức mình vào cùng cả thành phố chống dịch thì em sẵn sàng tham gia. Chỗ này thì em thấy là mọi người dám tham gia là khá là chấp hành. Và được người dân yêu mến là ủng hộ nước rồi đồ ăn thức uống cũng nhiều. Trong đợt này, có hơn 70 giáo viên các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu tham gia hỗ trợ các hoạt động chống dịch của địa phương. Trước đó, trong suốt hơn một năm qua, đã có hàng trăm lượt giáo viên sẵn sàng đối mặt với những vất vả, nguy cơ, tình nguyện đứng chốt, hỗ trợ tại các trung tâm y tế, ủy ban nhân dân phường. Mình chính là xung phong để phòng chống, để hỗ trợ được gì đó cho phường, gia đình cũng đồng lòng, dạ. Giúp tay, cùng chung tay giúp cái nước mình được, nói chung là nhanh hết dịch. Cuộc chiến chống COVID-19 có thể còn kéo dài, sự chung tay hỗ trợ của nhiều lực lượng cũng như sự đồng lòng của cả xã hội giúp san sẻ phần nào vất vả cho lực lượng tuyến đầu, góp phần tạo thêm sức mạnh để sớm đẩy lùi đại dịch.